Khoảng 16 giờ chiều qua, tại cửa hàng xăng dầu Nga Định, thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, do ông Đặng Trần Định làm chủ, đã xảy ra cháy. Ngay khi nhận được tin báo, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy xã Yên Phụ đã lập tức huy động toàn bộ thành viên, nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy tại chỗ, phối hợp với người dân xung quanh phá tường và nhanh chóng đưa một cụ bà ra ngoài an toàn, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản. Cùng lúc đó, công an huyện Yên Phong khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy xã Yên Phụ triển khai công tác cứu người và chữa cháy, đồng thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh huy động lực lượng và 4 xe chữa cháy. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thống kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 online, còn bây giờ là những thông tin về truy nã tội phạm sau giây lát.